điều tra hai người đàn ông hung hãn tấn công nhân viên cây xăng tại Huế. Chiều ngày 10 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa vào cuộc điều tra, trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ để xử lý vụ nhân viên cây xăng trên địa bàn bị hai người đàn ông hành hung gây thương tích. Theo điều tra của cơ quan công an, vụ việc xảy ra trước đó vào đầu tháng 12 năm 2023 tại cửa hàng xăng dầu số 11 Petrolimex Thừa Thiên Huế, đặt tại phường Tân Lộc, thành phố Huế. Do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, Hồ Công Chính, sinh năm 1976, trú tại phường Phú Hội, thành phố Huế và Nguyễn Khắc Chính, sinh năm 1980, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, có hành vi dùng vỏ chai bia, bàn ghế nhựa đánh hai nhân viên cây xăng, làm các nạn nhân bị thương phải cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Hình ảnh từ camera an ninh của cửa hàng xăng dầu cho thấy, mặc dù được nhiều người can ngăn, nhưng Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính vẫn thể hiện hành vi côn đồ, hung hãn, liên tiếp tấn công hai nhân viên cây xăng. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc rất bất bình trước hành vi côn đồ của hai người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an thành phố Huế đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.